đêm rồng ương ha, ra im ru gió, mình tính là ra ngon lành rồi. Vừa ra tới Dàm có chiếc ghe nổi ở trên Cần Thơ, người ta đi xuống, người ta ngoắt đèn quá trớn luôn, mà mình tưởng đâu là fan YouTube của mình, tại vì mình đăng mấy cái bài trước, mấy clip trước là người ta có anh em có bình luận là mình nói là mình đang ở Phụng Hiệp, đang đầy mía chuẩn bị đi ra đêm nè, thấy tao ngoắt quơ đèn quá trớn à, tưởng đâu là fan YouTube của mình ngoắt đèn. Ai giờ đi ra tới gần nữa xong anh em sống một cái hết biết luôn, trời ơi hết hồn hết vía, xanh mặt mày mà. Tại vì anh em biết không, giờ bây giờ là gần Tết rồi, cái sợi dây kinh nghiệm rút hoài không hết, mình còn đi lính thì súng đạn còn bừa lên đầu nha anh em. Hello anh em, thì hôm nay là mình cho anh em mảng nhãn cái xem cái mía mà lên xe ha. Mía này là mía trục nha anh em, rất 16 cái xu phèn ha, bán mía nước nha anh em. Ở đây thì mấy người lái người ta mua người ta bán cho lên xe nè, bán khắp Việt Nam luôn nha, Phú Quốc có luôn nha, từ Phú Quốc ra tới Bắc ha. Thì mình chở cho lái bên đây, mình cũng có giới thiệu cái sản phẩm này cho anh em nào cần thiết á, thì alo mình lát để số điện thoại của anh Chí Ngoan nha. Anh em nào cần đại lý hay chuỗi gì cần thì liên hệ đi. Thì cái mía này nè anh em, là vô một chục vậy là 12 cây nha, quên lộn, vô một bó vậy là 12 cây nha anh em. Thì một bó bắt buộc là 12 cây, còn dài dắn á, mía nhất mía nhị dài dắn nữa thì thêm hay bớt tiền ha. Thì theo loại mía thì cái đó mình cũng không có rành hông, tại vì mình cũng không có đam mê bên mía nhiều. Mình thì đang chở mía nguyên liệu nha anh em, đang chở mía nguyên liệu cho nhà máy ha, nhà máy Tây Ninh nha. Thấy ghe nó lên mía trục đẹp quá, mình review lại cho anh em xem. Và anh em xem clip nhớ đăng ký kênh và like cái ủng hộ kênh nha anh em. Bây giờ là chuyến này mình đi chuyến nữa là về Tết luôn nha. Thì về Tết có cái gì hay hay mình review cho anh em xem trên cái đoạn đường mình về Long An về Bến Tre ha. Hồi mấy năm trước thì mình có chở mai chở kiển sắt thì mình về trễ, năm nay á thì mình không có chở cho nên về sớm. Năm nay mình về tới nhà chắc độ 23 nha anh em. Không biết mấy cái đảo lẻ lẻ của Việt Nam thì không biết có người ta có xài nước mía hay là không, chứ mình thấy cái mấy mình biết mấy cái chủ mía bên đây là bán từ Bắc vô Nam luôn, thì anh ship từ lưa hột dưa luôn nha anh em, cần thì liên hệ ha. Thì sẵn mình cũng cho số điện thoại của bên chủ mía mình chở ha, mía nước quanh năm nha anh em, 0965770751. Chí Ngoan nha anh em, bên ảnh có Facebook nữa nha, rất là nhiều mía luôn, giao khắp mọi nơi ha. Rồi mình chuyến này nghe ảnh nói mình chở nhờ hết một mớ mía về đây nữa nghe anh em, kiếm thêm tiền lộ phí ha. Rồi mình mới xuống mía nguyên liệu tiếp tục, ngày mai là ở quên buổi chiều nay là mình đi qua bãi rồi. Ghe mình thì bây giờ cũng đang xuống nghe anh em, đang xuống luôn nè. Cái ông mập ở trước là Chí Ngoan ngang chủ mía của mình nghe, mình bắt ông ra chắc luôn. Chắc mập quá, chắc cho giảm mỡ nghe anh em. Một bó về là mình theo mình được biết là dao động từ 18 cho tới 22 kg nghe anh em. 18 tới 22 ha, dao động ha. Cái này mình chở thêm ba cái trục mía nước nha. Mía trục á anh em, một lát nữa mình chạy ra tới ngã bãi rồi quẹo về hướng Bún Tàu á, quẹo về nửa đường rồi lên xe ha. Lên xe rồi mình mới tiếp tục xuống mía cáp. Còn mía này lên xe chứ mía này không có chở đi. Cái dài từ bên đây qua đây tới 3 thước mấy luôn. Rồi cái này róc 16 là nó còn hơi vắng nha, có ba cái thằng su phèn á anh em. Cây 4 mét ha, 4 mét mấy luôn, để lên đây ghe mình để giáp qua luôn. Róc 16 thì nó hơi vắng chút. Ở trước đóng nha, trước đóng đó là khoảng gần 5 tấn nha. Nó vậy chứ khoảng gần 5 tấn á nghe anh em, nó dữ thần lắm. Nó tại vì nó thẳng rang vậy nè, nó nặng dữ thần lắm. Còn mía mình xuống cáp á, nó hơi bị cong ha, thành ra nó không có nặng. Bây giờ là mình về tới bãi mía nè, chuẩn bị lên ghe mía mình nha, đợi chiếc vỏ lãi nó lên xong ha. Rồi ghe mía mình là chuẩn bị lên luôn. Bên mía nguyên liệu mình vẫn chắc nha, đang chắc cái cáp giữa ha. Còn anh mập này là chủ mía nha anh em, tướng quay phong không. Giờ ghe mình lên mía trục nha anh em, lên mía trục cho lên xe ha. Thì sẵn đây anh em nào mà muốn uống nước mía thì ra quán nha. Nói chơi thôi chứ để mình cho số điện thoại. Cái số điện thoại thì anh em nào cần thì liên hệ với ảnh. Cách thức mua bán thì nói chuyện với ảnh. Ở đây mình chỉ có quay chia sẻ cho anh em thôi ha.
còn mình lên hết cái này kiếm thêm phí, rồi mình lên ba cái mía chục vạt đó anh em, với mía đám ha, xuống cáp mình đi Long An tiếp tục ha. Chuỗi hay là đại lý gì đó muốn liên hệ thì ở đây là anh Ngoan ảnh cung cấp mía nước là nhiều lắm nha. Cái đống này khoảng 4 tấn là lát nữa, khoảng 5 tấn là lát nữa mình lên đống này luôn. Thì bây giờ là ghe mình đầy nha anh em, mình đầy đêm rồi thôi, mình chạy được bây giờ là tới gần tới chợ Lách nha anh em. Qua dàm ăn thích bây giờ đang lên sông lớn ha. Sông này là sông gì đây quên rồi ta, sông Cổ Chiên nha anh em. Mà con sông khúc này nó nhỏ dữ lắm nha, mà sóng nãy giờ mấy lượng bành ở trên rồi, giờ là nước đang ròng hắn, mình định cài ngược lên để đi xuống, đi qua chợ Lách, đi xuống sông Tiền, xuống Đồng Tâm vô Long Định đó anh em ha. Mà cái nước này đang ròng, nếu mà im sóng thì đi thả xuống dưới là ngon, còn bây giờ là sóng quá ở trên này mà nó nhảy bựng lên nha anh em. Xong một xíu mà nhảy vậy là sông Tiền là vô Phương đi ha. Thì bây giờ là mình quyết định đi ra tới dàm Lách bên Bến Tre, rồi mình quẹo lên trên Thế Lộc, quẹo lên trên Ba Rài nha anh em, đi đường cây lậy ha. Nhưng mà trời nước lớn mới vô, thì đi đường đó thì mình trễ hết 5-6 tiếng ha, tại vì không có thuận nước, đợi nước lớn vô trên này, còn thay vì xuống Long Định thì đợi nước lớn vô ở Long Định thì đi nó rất là êm. Bây giờ sóng gió mình đi không được thì mình phải đi đường trên này thôi. Hồi hôm á anh em, hồi hôm là mình qua xong cái Côn, ở trong cái Côn, ở trong Phụng Hiệp đi ra ha, im ru gió luôn, mà nước cũng ròng chuẩn bị nhồi lớn anh em, nước hồi đêm ròng ương ha. Ra im ru gió mình tính là ra ngon lành rồi, vừa ra tới dàm có chiếc ghe nổi ở trên Cần Thơ, người ta đi xuống ta ngoắt đèn quá trớn luôn, mà mình tưởng đâu là fan YouTube của mình, tại vì mình đăng mấy cái bài trước, mấy clip trước là người ta có anh em có bình luận là mình nói là mình đang ở Phụng Hiệp, đang đầy mía chuẩn bị đi ra đêm nè, thấy tao mắc quơ đèn quá trớn à, tưởng rằng ta kêu mình hay giờ là ta kêu ở ngoài sóng dữ lắm đừng có ra, tới chừng mình ra mình gặp sóng mình mới biết, phải cười muốn đau bụng luôn, gặp sóng là hết cười nổi, cần nữa xong anh em sóng một cái hết biết luôn, tại ơi hết hồn hết vía, xanh mặt mày mà, tại vì anh em biết không, giờ bây giờ là gần Tết rồi, hồi hôm đi mà hôm mình băng qua sông là chỉ có một mình thôi, chứ không có ghe nhỏ ghe lớn gì, còn đợt ngày bình thường thì mình canh, nếu mà ghe đậu mình đậu, ghe đi thì mình đi, còn hôm nay có một mình đi à, không ghe nhỏ ghe lớn gì người ta đậu hết, tại vì người ta về người ta nghỉ Tết rồi đó, mà có mình đi thấy em ru gió ban ra một cái rồi ơi, sóng đụng ngay đỡ nước nó nhồi lớn, sóng khủng khiếp. Bởi vậy cái mình kỹ lắm nhưng mà lâu lâu bị dính kinh nghiệm dữ lắm, mà cái kinh nghiệm sợi dây kinh nghiệm nó rút hoài rút không hết anh em. Bây giờ ở đây nè, mình quyết định là thấy sóng nhiều ha, là ra Đồng Tâm, là ra ngoài Tiền Giang á, ra sông Tiền Giang là mình không bao giờ đi xuống, quyết định là bườn lên thấy bườn nước ngược lên Thế Lộc mình Ba Rài mình đậu ha, rồi nước lớn đi vô thì tới đâu nó tới, chứ sóng là đi sao được, nguy hiểm lắm. Rồi mình chia sẻ cái chuyến đi của mình tới đây thôi nha. Rồi anh em xem clip nhớ đăng ký kênh và like cái ủng hộ kênh mình nghe anh em. Thì chuyến này mình xong mình nghỉ Tết thì có cái gì hay mình review lại cho anh em xem ha. Bây giờ mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những clip sau ha. Bye bye. Nói rút kinh nghiệm thì rút như vậy, nhưng mà mình còn đi lính thì súng đạn còn bường lên đầu nghe anh em.